Lịch trình di chuyển của Blackpink tiếp xúc hơn 40 sao hạng A, dự concert ngàn người, liệu có truy vết nổi? Chiều ngày 24 tháng 11, thông tin em út Blackpink Lisa dương tính với biến chủng mới rất nguy hiểm của Covid-19. Dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, khiến cả làng giải trí như chấn động. Các thành viên còn lại của nhóm hiện cũng đang chờ kết quả xét nghiệm PCR từ cơ quan y tế. Trong lúc này, lịch trình di chuyển dày đặc của cả 4 thành viên Blackpink được quan tâm hơn bao giờ hết. Theo đó, trong tháng vừa qua, cả 4 ngôi sao đều bận rộn với lịch trình dày đặc ở cả trong nước và quốc tế. Lisa thậm chí còn tham dự nhạc hội, đi hộp đêm ở Los Angeles và Las Vegas. Còn về phía Jennie và Rose, hai cô nàng cũng vi vu nước Mỹ, tham gia vô số sự kiện và cả đám cưới nghìn tỷ của Paris Hilton. Đã vậy, ngay khi trở về Hàn, Jennie còn tới dự concert hàng nghìn khán giả Mino Winner. Trong số 4 thành viên thì chỉ có một lịch trình của Jisoo là ít phức tạp nhất, bởi cô chỉ loanh quanh với các dự án phim ảnh trong nước. Như vậy, ước tính ít nhất 4 thành viên đen hồng đã tiếp xúc với 40 celeb hạng A đình đám. Giờ đây, câu chuyện truy vết mới là vấn đề nan giải, bởi người ở Mỹ, người ở Hàn đã vậy còn nhiễm virus chủng mới.